Thủ tướng chỉ đạo nóng giữ ổn định kinh tế sau khi phép tăng lãi suất. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết do dịch Covid-19, các nước nới lỏng chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa nên lạm phát tăng cao. Do đó, các nước phải sử dụng công cụ lãi suất để hút tiền về, kéo theo hệ lụy là tăng giá trị đồng tiền của các nước, làm giảm giá trị đồng tiền của các nước khác. Đối với Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, quy mô nền kinh tế nhỏ, sức chịu đựng của nền kinh tế không lớn, một biến động nhỏ trên thế giới cũng tác động vào tình hình trong nước. Trong khi đó, thị trường lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc đều có xu hướng bị thu hẹp lại do khó khăn của nền kinh tế. Tình hình thế giới như trên đã ảnh hưởng tiêu cực tới tỷ giá, lãi suất, tăng trưởng tín dụng, giá trị đồng tiền, tác động quỹ điều hòa ngoại hối của Việt Nam. Trước tình hình đó, Thủ tướng chỉ đạo chúng ta không được hoang mang, giao động, không lơ là, chủ quan mất cảnh giác, chủ động nắm bắt tình hình, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành kinh tế, theo đó, tiếp tục mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện thật tốt chỉ thị 15 trên CTTT của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 9. Trong đó có các đánh giá, nhận định, dự báo tình hình, các quan điểm, mục tiêu chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài, phân công cụ thể cho từng bộ, ngành, từng cấp thực hiện. Thủ tướng lưu ý các quan điểm phải đảm bảo ổn định trong điều kiện bất định, giữ thế chủ động trước những diễn biến phức tạp, khó lường, bất ngờ của thế giới, kiên định, nhất quán, phù hợp, hiệu quả trước sự tác động từ nhiều chiều trên thế giới và trong nước, kiểm soát rủi ro, kịp thời ứng phó nguy cơ suy thoái và khủng hoảng, tạo dựng phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế trong điều kiện hội nhập hiện nay. Về định hướng chính sách, Thủ tướng nhấn mạnh phải thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả, Ngân hàng nhà nước phải điều hành chủ động, linh hoạt, phù hợp công cụ tỷ giá, lãi suất, tăng trưởng tín dụng, lựa chọn thứ tự ưu tiên. Trước mắt, nghiên cứu hướng tăng lãi suất huy động, ổn định hoặc giảm lãi suất cho vay, đẩy mạnh triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác truyền thông, tránh kỳ vọng tiêu cực. Thủ tướng yêu cầu thực hiện chính sách tài khóa phải mở rộng, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả. Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo ra soát giảm thuế, phí, lệ phí, có chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân, doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo công an việc làm, tăng thu, giảm chi, tiết kiệm tối đa chi thường xuyên. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh, hai chính sách này, tiền tệ và tài khóa, phải phối hợp hài hòa, nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả cùng các chính sách để giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi sát tình hình, kịp thời phản ứng chính sách, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của ba chương trình mục tiêu, chương trình đầu tư công quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy đầu tư. Bên cạnh đó, phải đảm bảo an ninh, an toàn về tiền tệ, tín dụng, tài chính, nợ công, lương thực, năng lượng và thông tin. Làm tốt các công tác quy hoạch, ra soát hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, xử lý kịp thời phát sinh, giải quyết những vấn đề tồn đọng hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ tạo nền tảng vật chất ổn định xã hội, phát triển trước mắt và lâu dài. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì bảo đảm tuyệt đối an ninh lương thực, thực phẩm, đẩy mạnh cơ cấu lại phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, khẳng định chuỗi giá trị toàn cầu của lương thực, trái cây, thủy sản phải làm đủ ăn và xuất khẩu. Bộ công thương chủ trì thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, mở rộng quốc tế, thúc đẩy cả cung và cầu, đẩy mạnh cơ cấu lại lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh năng lượng, không được để thiếu xăng, dầu, điều hành theo cơ chế kinh tế thị trường có điều tiết của nhà nước khi cần thiết, bảo đảm xuất đủ nhập có thặng dư. Bộ lao động, thương binh và xã hội phải chủ trì phát triển thị trường lao động bền vững, an toàn, hiệu quả, bảo đảm đủ lao động, không để thiếu lao động làm gián đoạn sản xuất kinh doanh thúc đẩy mạnh mẽ đào tạo lao động có trình độ tay nghề cao, đón xu thế chuyển dịch về đầu tư. Làm tốt công tác an sinh xã hội, chú trọng quan tâm người yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Các cơ quan truyền thông, báo chí phải nắm chắc tình hình, phản ánh đúng, trúng, khách quan, chân thực, chính xác tình hình, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, sự điều hành chính sách của chính phủ, các bộ, ngành, trên tinh thần chia sẻ, cùng vượt qua khó khăn. Các bộ, ngành, địa phương nắm chắc tình hình, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo với các cấp có thẩm quyền, tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa xã hội, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tiêu cực, ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu. Đây chính là những yếu tố có tính chất nền tảng để chúng ta bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn các bộ, ngành, địa phương phải bám sát thực hiện. Thủ tướng nhắc nhở. Thưa quý vị, một vụ cháy vừa xảy ra tại thẩm mỹ viện trên địa bàn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cứu hỏa đã có mặt để giải cứu nhiều người ra ngoài an toàn. Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng hơn 20 giờ ngày 21 tháng 9, người dân phát hiện cháy tại căn nhà cũng là thẩm mỹ viện nằm trên đường Trần Hưng Đạo phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 5 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau 5 phút. Lực lượng chức năng đã đưa được 7 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Vụ cháy cũng khơi, không gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Bước đầu xác định nguyên nhân của cháy là do chập điện motor cửa cuốn. Xin đi chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, giá trị top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đã tăng lên 36%, top 10 thương hiệu đứng đầu đã đóng góp 67% giá trị của bảng xếp hạng và tổng giá trị đạt được lên tới 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% so với năm 2021. Vị trí dẫn đầu là tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Theo, được định giá 8,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 44,5%. VNPT 2,858 tỷ đô la Mỹ và Vinamilk 2,814 tỷ đô la Mỹ là hai thương hiệu lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng. Top 50 doanh nghiệp thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đã được Brand Finance, hãng tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, trao chứng nhận chính thức về thứ hạng. Theo dữ liệu từ bất động sản.com.vn ghi nhận trong 8 tháng đầu năm nay, nhu cầu tìm kiếm căn hộ chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều tăng so với cùng kỳ của năm trước, Cụ thể thì lượt tìm mua chung cư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lần lượt 9% và 4%, lượt tìm thuê chung cư tại hai thành phố này còn tăng mạnh hơn, lần lượt là 25% và 48%. Loại hình chung cư có mặt bằng giá giao bán gia tăng trong 8 tháng vừa qua, đáng chú ý tốc độ tăng giá chung cư Hà Nội cao khoảng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với thành phố Hồ Chí Minh tùy từng phân khúc. Các phân khúc căn hộ Hà Nội có giá giao bán tăng từ 15 cho tới 15,5% so với cùng kỳ của năm ngoái. Trong khi đó thì giá giao bán chung cư bình dân, trung cấp và cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh tăng lần lượt là 3%, 5,5% và 8%. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đã yêu cầu công ty cổ phần định giá và đầu tư Việt các thẩm định viên nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá. Đây là đơn vị thẩm định giá và cung cấp chứng thư thẩm định giá dự toán tại ba gói thầu mua sắm của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Tuy nhiên, thì công ty thực hiện thẩm định giá một số nội dung không đầy đủ theo quy định của tiêu chuẩn thẩm định giá số 05 về quy trình thẩm định giá. Tại các bước khảo sát thực tế, thẩm định viên chưa có tài liệu chứng minh việc trực tiếp tiếp cận sản phẩm hàng hóa là chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 4 mục 2. Cùng với đó thì hồ sơ báo giá cung cấp cho đơn vị thẩm định giá đối với máy thở chức năng đã không đầy đủ các thông số kỹ thuật của máy theo hợp đồng ký kết giữa các bên. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức viên chức nghỉ việc thôi việc. Để khắc phục được tình trạng này, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành địa phương cần quan tâm nghiên cứu triển khai thực hiện một số giải pháp. Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách trình cấp có thẩm quyền xem xét. Bộ cũng sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu tham mưu các cấp có thẩm quyền trên cơ sở điều kiện kinh tế xã hội của đất nước để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết 27 NQTU vào thời điểm phù hợp. Cùng với đó là tham mưu đề xuất chính sách thu hút trọng dụng nhân tài khu vực công. Theo thống kê từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, từ nay đến năm học 2024-2025 cả nước cần tuyển thêm hơn 6.600 giáo viên tin học và 5.780 giáo viên ngoại ngữ để dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các tỉnh học và đến thời điểm này thì số giáo viên nghỉ việc chuyển việc là khoảng 16.000 người để thu hút và giữ chân giáo viên yên tâm công tác bộ đang triển khai xây dựng và đề xuất chính phủ thực hiện chính sách tiền lương mới theo tinh thần nghị quyết 29 NQTU về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc theo vùng. Thưa quý vị, từ đầu năm 2022 đến giữa tháng 9 năm 2022 đã phát hiện 412 trường hợp mắc bệnh do virus Andino và đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong. Và trước thực tế là số trẻ mắc virus adeno gia tăng, ngày 21 tháng 9, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống bệnh do virus adeno, triển khai xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế lây lan diện rộng báo cáo kịp thời đầy đủ tình hình dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, đề phòng bệnh lý hô hấp nói chung và viêm phổi do adeno nói riêng. Các chuyên gia cho rằng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho trẻ. Trẻ có sức đề kháng tốt sẽ chống chọi được việc nhiễm virus đường hô hấp cũng như là các loại virus khác.